Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với là 50 loài lan. Các bạn phải sưu tập trong vườn nhà. Và tên đầy đủ của 50 loài. Đây là có tên gọi của nó là Sơn Thụy Tiên. Phân biệt cái này cũng hơi bị khó nha, phải rằn những nghề mới phân biệt được. Thằng này ra hoa với hoàng lạc phải giống nhau, nhưng mà nó có thêm một cái chấm đậm đậm bên trong nữa. Giá đắt hơn, bỏ đột biến, không biết ai đột biến của nhau nữa. Phượng vị. Đây là gọi là tai, mình gọi tai mèo nhưng mà người ta gọi là vẩy rồng. Đấy, tiếp theo đây là lan báo hỷ nha các bạn. Loại này giá cũng rẻ không mà. Cái này gọi là đuôi chồn. Đây là tam bảo sắc. Những loại này là rẻ, không có loại gì đắt tiền hết. Trước mặt của các bạn là tên gọi là, có tên gọi là cây gọi là kiều vuông, ra hoa rất đẹp. Đây, trước mặt của các bạn là cây gọi là kiều hồng, rất đẹp. Đây, cây này gọi tên là phi điệp vàng, để phân biệt với lại cây phi điệp giá khá đắt tại trên thị trường hiện nay. Bên kia là tên gọi của nó là hoàng phi hạc, giá cũng khá rẻ, một ký chỉ có 200.000 thôi. Đây là cũng là kiều hồng luôn. Tiếp theo ở trước mặt các bạn ấy, đây là cây hoàng khẩu vạch đỏ. Loại này thì cũng khá là rẻ thôi, tại vì nó rất là khó trồng, thực sự là khó trồng đấy, không phải nha, mình phải mua nguyên bản nên mới chơi được đấy. Nhất điểm hồng. Thằng to to này gọi là long tu xuân. Thằng bên trong này là long tu đá. Đây là phi điệp nhựa, à, kim điệp nhựa nha các bạn. Chúc Phật bà. Đây là chúc Phật bà nha. Đấy. Còn cái này gọi tên là tóc tiên, nhìn như tóc tiên vậy. Còn cái này là hoàng thọ kèn, giá cũng khá đắt nha. Còn mầm như này là 80.000 đấy, hai mầm như này 80.000 nha các bạn. Đây cũng là lan long tu xuân. Còn cái này là chuỗi ngọc, một bó còn 50.000 chứ mấy, phải không? Rồi trong này thì toàn là ấy rồi, có thêm một cây gọi là, các bạn biết được là cây này là nghinh xuân. Nghinh xuân thì mình có khá nhiều, 1, 2, 3, 4, 5 trồng rải rác thế ha. Mình cái trồng rải rác cũng buộc đại mà, mình bận quá không chăm. Chứ mà các bạn lan xương cá, lan này cũng rẻ tiền không mà, có gì đâu. Hoa xấu. Đây là tên của nó ấy, là thanh đạm. Một loại này cũng khá rẻ, một gốc nguyên bản này là 20-30.000. Và trước mặt các bạn ấy là cây này là gọi là tên là kim điệp xuân. Còn hoa nở đỏ là đơn cam. Còn đây là hương vani nha các bạn. Đúng là cái mùi nó thơm hương vani thật sự luôn. Cái này các bạn phải sưu tầm này, hoa rất là khá đẹp. Tên là cái gì mà quên mất tiêu rồi. Lâu quá không ấy giờ quên mất tên rồi. Trước mặt các bạn còn có một cái tên gọi rất là hay, gọi là, rồi mới nhắc, gọi là cái gì nhỉ, bạch thọ hoàng, y cái tên hoa luôn, tên kim nhật xuân. Mình thích cái loại này tại vì nó ra hoa khá đẹp, rẻ, thả trong reo các bạn, từ này 50.000 nhá. Đây cũng là một loại khá đẹp, mình gọi là cụ dừa, không biết là các bạn gọi là cái gì cũng không rõ. Cũng là ấy thôi, cũng là cái loại mà gọi là Sơn Thụy Tiên thôi. Cái này là long tu đá, khác gọi long tu xuân. Mình sẽ cho bạn xem hoa của nó. Cái này gọi là phi hậu nha các bạn, hoa khá là đẹp, lâu. Đây là quế, có cây giáng hương ngoài kia nhưng mà không sao quá, để chạy đào đấy mệt lắm. Cậu báo, thấy các bạn.
nhân loại linh tinh lang tang không biết tên luôn, vui rắn. Tôi chồn đấy các bạn nhá. Nhìn bên kia kìa, cây rất là to. Đấy, linh tang lang tinh của mình cho khá nhiều. Lan lọng đi, đây là lan lọng đi. Cũng quần 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 lại mấy loại thôi, cái này chắc các bạn biết tên rồi. Lương cam hơn 3 tuần ở đây mà nó mới như thế này rồi đây. Loại này các bạn đáng sưu tầm, đây là bụi là đơn cao mà mình cho ngoẹo hết rồi, không biết trồng phí quá thôi. Quay vòng bạn xem đấy. Khá đẹp các bạn. Mình cho cái chuỗi ngọc bám hết đây rồi. Chuỗi ngọc ra hoa khá rất đẹp, làm có bụi to như này mà nếu nó phát triển được ấy thì thực sự là đáng để chơi, đáng để chờ đợi. Đặc biệt là mình kết hợp thêm một ít loại long tu đá vào nữa, kèm với lại một cây chuỗi ngọc kia này nữa đấy. Nhìn xa rất là, nhìn rất là hoàn tráng. Nếu mà bây giờ nó lên hết xanh là đẹp luôn đấy, bảo mấy lần nhìn rất là đã. Mình cũng đang định nhân bản loại này. Trước mặt là linh ta linh tinh, cũng là quế các kiểu thôi. Một cây kiểu vuông, bám rễ rất nhìn rất là đẹp, các em rất là hoàn tráng, cực đẹp luôn. Cây rồng. Bên kia loại nhìn quế mất tên. Đây, trước mặt các bạn là cây dạ hạc, hay gọi là kỳ điệp. Cái cây dạ hạc này là tùy mặt hoa các bạn nhé. Đây là hạng đắc côi, lá nhỏ 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 này, mầm cái này là 50.000 đấy, không đùa đâu, đắt lắm. Đây là tổng hợp bụi hoàng lạp của mình. Đây cũng là dạ hạc luôn, nhưng mà dạ hạc loại khác, dạ hạc ở vùng khác. Nói chung là nhiều vùng lắm. Đây hoa này sắp trông có cỏi này ra hoa nha, đừng có đùa. Em nhỏ nhỏ đây em ra hoa đấy. Loại này các bạn phải sưu tầm, nhân chơi thì phải sưu tầm loại đấy, đắt quý và hiếm. Nghe không? Hoa à quên, cho xem hoa của cái cây đấy chứ. Còn loại này bó tay không biết tên, vô danh. Buộc hay thôi, sống sống kệ nó. Cái loại quỷ này. Hoa đâu nhỉ? Chứ mà các bạn là còn một cái cây gọi là loại kiều môi tua, rất đẹp nha các bạn, đáng lại sưu tập đấy. Bám hết vào cây của mình rồi, cũng cho nó sống một cây thôi. Mọi người bữa nay đi làm hơi ăn chăm, cứ buộc ở đấy thôi. Loại này cũng nó tua tua nhìn rất là hay nhé các bạn, rất là thú vị, nhìn rất đẹp. Vậy đây mà không quay hai chú chim này của mình thì rất là giới thiệu luôn, chim bồ trang các bạn. Cánh gà mà cong cả mỏ luôn. Hai con một đực một cái, đẹp không? Đấy. Giờ mình thả ra được thôi, nhưng mà giờ thả ra bắt lại mệt lắm. Cái khuôn viên nó như thế để mình chơi thư giãn trong lúc đi làm rồi mệt. Hai con họ rất là hay nhé các bạn. Rất đơn giản. Này đang chuẩn bị ra hoa này. Nói chung nhìn rất đẹp. Mình sẽ phải nghĩ lại cái hoa này, đúng là mùi vani thật. Mùi caramel, không phải còn vương vani nữa. Duyệt, phải sưu tập nha các bạn. Thằng này không thơm đâu, thằng này lại thơm này, nhưng phải ngửi nó không tỏa hương ngào ngạt lắm. Vậy thôi. Đấy. Đẹp không? Ra rễ rất là nhìn rất là đẹp luôn, hoàn tráng, đáng để sưu tập.